Tối nay tại quảng trường 30 tháng 4, phường Mỹ Phước, thành phố Bến Cát, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương sẽ tổ chức tôn vinh nông dân xuất sắc lần thứ 6 năm 2024, hội chợ thương mại giới thiệu quảng bá sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm ô cốp Bình Dương. Năm nay thì có 11 nông dân tiêu biểu được tôn vinh từ phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Bình Dương. Đầu tư trang trại trồng bưởi da xanh trên diện tích 6,5 hectare, ông Châu Văn Lợi ở xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp ngay từ ban đầu. Với quan điểm, trước mắt là đảm bảo an toàn cho người sản xuất, sau đó là cung ứng nông sản an toàn cho thị trường tiêu dùng. Ông Lợi sử dụng hoàn toàn phân bón và các chế phẩm vi sinh để chăm sóc cây trồng. Ngay cả cỏ trong vườn, ông cũng không sử dụng thuốc để phun diệt, mà chỉ phát cỏ để bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên, tránh khô và chai đất. Nhờ đó, vườn bưởi phát triển xanh tốt, trĩu quả, cho chất lượng trái ngon, năng suất cao. Bình quân 1 hectare cho sản lượng 30 tấn mỗi năm. Với hơn 6 hectare, ông có nguồn thu nhập hơn 3 tỷ đồng mỗi năm. Sản phẩm bưởi đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, ô cốp 3 sao và được cấp mã số vùng trồng. Các yếu tố này càng dang rộng thêm đôi cánh để sản phẩm bưởi của trang trại vươn xa trên thị trường. Phân bón, xịt thuốc hữu cơ, thấy cũng đạt tiêu chuẩn hiệu quả, rồi gia đình phát triển thêm là 4 mẫu nữa, làm đúng theo cái hữu cơ cho dễ bán ra thị trường cho có cái giá trên thị trường cho các nước châu Âu, châu Á. Sản xuất lúa nước hàng chục năm nay trên vùng đất Cù Lao Xanh Bạch Đằng, ông Hồ Tấn Lợi đã đúc rút được kinh nghiệm để trồng lúa theo phương pháp hữu cơ trên toàn bộ diện tích 18 hectare. Trong sản xuất, công nghệ máy móc được sử dụng tối đa như máy bón phân, gieo hạt và phun thuốc tự động. Nhờ đó, hiệu quả sản xuất được nâng cao. Sản lượng lúa bình quân đạt 6,5 tấn một hectare, đem lại thu nhập 33 triệu đồng một hectare. Ông Lợi còn thành lập hợp tác xã với 28 hộ nông dân và hỗ trợ các thành viên sản xuất lúa hữu cơ. Đạt được chuẩn hữu cơ thì cái giá thành nó sẽ trội hơn rất là nhiều. Nhưng hiện tại giờ cái lúa mà hữu cơ của bên hợp tác xã thì khoảng 10.000 trên 1 kg lúa khô. Nếu mà mình ra gạo thành phẩm thì chắc dao động khoảng 20 27.000 là giống lúa XT25. Dám nghĩ, dám làm. Nông dân Bình Dương đã nhanh chóng tiếp cận, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trở thành những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo nên hình ảnh người nông dân Bình Dương năng động. Hàng năm, số hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp bình quân hơn 35.000 lượt hộ, chiếm 92% số hộ đăng ký. Chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng nâng cao, xuất hiện nhiều hộ nông dân có quy mô sản xuất lớn, thu nhập cao, đời sống được cải thiện rõ nét.